Ông đang cười. Không, bộ tư với thiên nhiên. Cứ cười là nín rồi, anh chuyên nghiệp lắm. Xin lỗi, anh Hùng, hôm nay thì anh Hùng đang trang điểm cho một buổi chương trình gì ạ? Dạ, một buổi off, đại khái là off đủ thứ của Nikon VN. Một buổi sinh hoạt thường kỳ của diễn đàn Nikon. Em thấy sinh hoạt đủ thứ hết trơn, Nikon VN rất là phức tạp trong cái vụ sinh hoạt nên em thấy là diễn đàn sinh hoạt đa chiều. Đa chiều mà đa công việc và đa ý nghĩ, nói chung là đa. Cảm xúc của anh hay là anh có những cảm xúc gì sau một thời gian dài gắn bó với, rất dài gắn bó với diễn đàn Nikon VN? Anh có những cảm xúc, những cái tâm tư, những nguyện vọng gì? Em chỉ cho một câu ngắn gọn thôi, sau một thời gian dài làm việc với Nikon VN, em thấy anh nào trong Nikon VN cũng ngắn hết. Súng dài, súng ống dài nhưng mà lại ngắn. Nói chung thì em cứ trả lời ai hiểu sao hiểu tùy tâm. Những xét riêng của anh về admin của Nikon như thế nào ạ? Admin của Nikon VN em nghĩ là trong những cái yếu tố mà em cảm thấy rằng là em mất cảm giác nhiều nhất và mất hứng thú nhiều nhất. Em đề nghị là đổi admin khác trẻ hơn. Admin vừa già mà vừa ốm nữa, năm không có xương thịt hết trơn, năm nhìn nó cũng quay quải. Một người nhận xét là nên đổi admin cho dạ, to, cao và hấp dẫn hơn. Dạ đúng rồi, chứ đã già mà còn ốm nữa. Giờ cộng lại luôn quần áo, luôn giày dép chắc được 30kg à. Thiếu sức sống quá mà, nói chứ không chỉ thiếu sức sống mà thiếu đủ thứ anh. Dạ mà tuổi cao thì cũng không ăn nhậu gì được đó. Xin cảm ơn anh Hùng đã trả lời phỏng vấn diễn đàn Nikon. Dạ. Và tiếp theo chúng tôi sẽ phỏng vấn một người mẫu rất là nổi bật trong ngày hôm nay. Một người mẫu tên là Diễm My ạ. Xin hỏi Diễm My hôm nay, Diễm My chụp với chủ đề gì? Chủ đề mưa và nước mắt. Một chủ đề rất lạ và rất hấp dẫn, mưa và nước mắt. Nghĩa là phải... Nhưng mà em cười rất tươi. Ta sẽ có mưa, có nước mắt nhưng có nụ cười. Nước mắt là ai khóc? Để cho thằng trưởng admin nó khóc còn em cười đó. Và chúng ta hãy chờ đón một chủ đề ảnh mưa và nước mắt trên diễn đàn Nikon VN.